khó khăn nên là chị này này, nhà uống nước ra. Đó thì nghe tin là gia đình em khó khăn nên là chị xin được ít quý từ thiện ấy. Chị đến trao tặng cho em nhưng mà chị xem qua nhà cửa. Còn nhà thì nhà cửa ấy này đơn sơ quá. Vâng. Thế thôi chị xin được ít quý từ thiện ấy. Chị trao tặng cho em để em tu sửa lại nhà cửa. Có gì làm lại nhà cửa tôi sửa đàng hoàng vào nhé. Vâng. Và nhà uống nước là chị. Chà em chị về đây. Nhà uống nước à? Thôi chị xin phép chị về luôn nhé. Vâng. Chị xin phép chị về luôn đây. Vâng, tôi chị về nhá. Nhà hỏng hết rồi chắc phải làm thôi, không may lại tốn hết tiền thì thôi. Làm gì mà tới này?
Thế dỡ hết cả cái này là cả nhà luôn à? Dỡ hết cả nhà. À dỡ hết. Chút xuyên lại. Anh ngủ em làm thế này thôi. Cái này chắc là cho đổ đi thôi. Cho đổ đi. Đất nặng cũng dài lắm.
nhân luôn cái này đi. Thank you.
bao giờ mới đòi xong? Sao là nghỉ đến mai để gọi máy xúc ra để làm đi. Anh biết máy xúc hả? Vâng, biết máy xúc cho em bảo máy xúc ra là lấy tiền cho họ, họ làm đi. Thì thế cũng được. Quốc thì không biết bao giờ mới xong. Quốc thì không biết bao giờ mới xong được. À, anh về đây, anh về, anh gọi máy xúc cho Đào không nào đấy. Ừ, thế cũng được, anh về, anh gọi hổ cho em nhé. Tôi đi tìm mấy cậu hẹn Hàn Quốc nữa.